Những sáng kiến mới, những ý tưởng sáng tạo, khả năng ứng dụng cao trong thực tiễn. Đó là các đề tài công trình khoa học được trình bày tại Hội nghị Khoa học các nhà nghiên cứu trẻ lần thứ 18 năm 2023 của Học viện Kỹ thuật Quân sự diễn ra trong 2 ngày 23 và 24 tháng 3. Hội nghị được tổ chức hàng năm, ngày càng đi vào nền nếp và có chiều sâu, trở thành diễn đàn cho các giảng viên, cán bộ nghiên cứu trẻ, nghiên cứu sinh và học viên cao học trình bày những kết quả nghiên cứu mới nhất, lắng nghe ý kiến đóng góp, phản biện của các chuyên gia, nhà khoa học giàu kinh nghiệm để hoàn thiện các công trình, đề tài, xác định rõ hơn hướng nghiên cứu trong tương lai. Tên đề tài của tôi thì có nội dung là phân tích uốn tĩnh của dầm hai lớp làm bằng vật liệu tiên tiến. Ngay từ ngày học viên thì cũng các nhóm học viên cũng có thể tham gia vào các cái nhóm nghiên cứu do các thầy, các cô hướng dẫn trong các cái chuyên ngành của các bạn đấy. Thì đấy là cơ hội rất là tốt để các bạn ấy tiếp cận và có cái kinh nghiệm để có thể là nhận những các cái nhiệm vụ khoa học lớn hơn trong tương lai. Học viện hiện nay thì có quan tâm đến học viên và công nghiên cứu là tương đối sôi, hoạt động nghiên cứu tương đối. Được các thủ trưởng học viện, nhà trường tạo điều kiện, các cơ quan ban ngành rất là tạo điều kiện để hoạt động nghiên cứu được diễn ra tốt hơn. Hàng năm thì học viện tổ chức hội nghiên cứu, đấy là cơ sở, là nền tảng, là sân chơi cho các học viên. Học viên như chúng tôi là có cơ hội là triển khai về những ý tưởng của mình. Đây là năm thứ 18 học viện tổ chức hội nghị này, thiết thực chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Năm nay, hội nghị được mở rộng cả về quy mô và chất lượng, tạo môi trường nghiên cứu khoa học rộng khắp. Ban tổ chức đã nhận được 271 báo cáo, trong đó có 22 báo cáo bằng tiếng Anh từ các cán bộ, giảng viên trẻ của học viện và một số đơn vị bạn. Nhiều báo cáo có chất lượng tốt, tiếp cận được công nghệ mới như công nghệ robot, trí tuệ nhân tạo, vật liệu mới, nhận dạng hình ảnh. Nhóm nghiên cứu của chúng tôi là nhóm vật liệu nano và thiết bị thông minh, thì gồm có 4 thành viên. Và để học viên có thể hiểu sâu sắc về bản chất thì việc giảng dạy các nội dung khoa học trên lớp cần phải được nghiệm lại bằng các bài thí nghiệm chuyên ngành. Đó cũng là động lực để chúng tôi tìm hiểu sâu hơn và đặt ra câu hỏi rằng là liệu cái vấn đề đó có được giải quyết ở cái điều kiện của phòng thí nghiệm không và khắc phục như thế nào. Năm nay, một số khoa, viện chuyên ngành của học viện đã huy động số lượng lớn học viên sau đại học đăng ký tham dự như khoa vũ khí, khoa vô tuyến điện tử, khoa chỉ huy tham mưu kỹ thuật. 201 báo cáo có chất lượng tốt đã được chọn để trình bày tại 19 tiểu ban chuyên môn. Tại hội nghị, thành viên các nhóm nghiên cứu đã trình bày ý tưởng, đưa ra các khó khăn vướng mắc, nêu giải pháp khắc phục, đề xuất kiến nghị, phát triển đề tài. Phong trào nghiên cứu khoa học trong đội ngũ cán bộ, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh, học viên cao học trong học viện đã được nâng cao một bậc, thì sẽ làm nền tảng thúc đẩy cho cái mục tiêu của học viện là trở thành trường đại học nghiên cứu vào năm 2025 và học viện đứng vào trong top 700 trường đại học hàng đầu của thế giới vào năm 2030. Thông qua hoạt động nghiên cứu khoa học, các cán bộ, giảng viên trẻ, nghiên cứu sinh sẽ phát huy được tính năng động, sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự rèn, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm, góp phần tích cực nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học tại Học viện Kỹ thuật Quân sự trong thời gian tới.